Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tin Tây Nguyên. Ông Kirk Kershaw biết rõ người miền núi bản địa Tây Nguyên không có quân đội và không có khả năng để làm những chuyện như vậy để chống lại chính quyền nhà nước Việt Nam. Những gì ông ta muốn là nhân quyền cho người sắc tộc giống ông ta ở Việt Nam, ông Scott Johnson. Về điểm này, kiêm phát ngôn nhân của Mountaineer Foundation, ông Scott Johnson, nhận định rằng ông không tin ông Kershaw sách đồng người thường trong nước chống lại chính phủ Việt Nam, tên của người nước ngoài mà Tòa án Nhân dân Gia Lai gọi là bọn phản động phun rô, lưu vong là ông Kershaw, một người Tây Nguyên bản địa, định cư tại Mỹ, chủ tịch Mountaineer Foundation, sáng hội người miền núi tại bang South Carolina, Hoa Kỳ. Ông Kershaw Kirk chỉ là người có niềm tin tôn giáo, chứ không phải một người dại dột đến như vậy. Ông ta biết rõ, người miền núi không có quân đội và cũng không có khả năng để làm những chuyện bậy bạ như vậy. Điều này tôi có thể đoán chắc bởi tôi biết rõ. Với những gì đã xảy ra cho người bản địa, người Tây Nguyên trước giờ, thì bất cứ người bình thường nào cũng có phản ứng như thế. Ông Scott Johnson nói, thực tế điểm cần làm sáng tỏ về đạo Hamon thì trước tiên đây là một đạo có liên hệ đến Công giáo. Ông Scott Johnson giải thích tiếp, đạo Hamon là một đạo giáo của những người bản địa Tây Nguyên ở Đông Nam Á mà đa số sống tại nước Lào. Những người này được coi là đồng minh của dân đội của quân đội Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam, phần nào giống như những người thượng khu vực Tây Nguyên. Việt Nam từng có mối liên hệ với người Mỹ lúc trước. Mối liên hệ đó đã không còn khi chiến tranh chấm dứt. Họ không còn quan trọng và cần thiết trong mắt người Mỹ nữa. Theo tổ chức Freedom House, Việt Nam còn giam giữ ít nhất 130 tù nhân chính trị, với điểm số trung bình là 20 trong tháng. Điểm từ 1 đến 100, Việt Nam được xếp vào một trong số 50 nước bị coi là hoàn toàn không có tự do trong bản báo cáo về tự do toàn cầu năm 2016, được Freedom House công bố vào ngày 27 tháng 1. Bản báo cáo đánh giá tình hình tự do ở 195 quốc gia, trong đó có số những nước bị coi là không có tự do chiếm khoảng 26%. Đây là dựa theo công bố vào ngày 27 tháng 1 năm 2016. Bà Jennifer Duham, giám đốc nghiên cứu về tự do báo chí và tự do thế giới của Freedom House, cho biết tự do trong nhiều mặt tại Việt Nam vẫn tiếp tục dậm chân tại chỗ. Trong năm qua, chúng tôi thấy là Việt Nam vẫn tiếp tục cho thấy xu hướng tiêu cực mà chúng tôi đã chứng kiến trong các năm trước đó, ví dụ như một loạt các blogger, những người viết trên mạng bị bắt giữ, những phiên tòa xử các nhà hoạt động xã hội được tiến hành bất chấp những áp lực từ quốc tế. Chúng tôi đã thấy Việt Nam trả tự do một số những nhà hoạt động xã hội dân sự có tên tuổi ngay trước chuyến thăm của ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản sang Mỹ. Nhưng theo chúng tôi, đây chỉ là những bước đi mang tính hình thức mà thôi, để làm dịu quan hệ Mỹ và Việt Nam. Chỉ là trước chuyến thăm mà thôi, do đó chúng tôi không cho rằng đây là những bước tiến bộ chắc chắn từ Việt Nam. Ngay trước chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ vào tháng 7 năm ngoái, Việt Nam đã trả tự do cho ông Lê Thanh Tùng, một người viết báo tự do, thành viên của nhóm 8406, một nhóm dân sự đòi dân chủ cho Việt Nam. Sau đó, với sức ép từ phía Hoa Kỳ, Hà Nội trả tự do cho ông blogger này, Tạ Phong Tần, thành viên của Câu lạc bộ Nhà báo Tự do. Vào tháng 12 năm ngoái, chính quyền Việt Nam đã bắt giữ blogger luật sư Nguyễn Văn Đài với cáo buộc tội tuyên truyền chống phá nhà nước Việt Nam. Vụ bắt giữ này và khiến Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ lên tiếng phản đối ngay lập tức. Theo tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2015, khi Việt Nam vẫn trong quá trình đàm phán Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP với 11 nước khác bao gồm Hoa Kỳ, Việt Nam đã trả tự do cho 14 blogger
và các nhà hoạt động xã hội dân sự từ do sức ép từ phía Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo Hiram Rashwad, nhiều nhà hoạt động xã hội dân sự có tên tuổi khác vẫn bị giam giữ, thậm chí có người không được đưa ra xét xử được. Theo Hiram Rashwad, Việt Nam đã gia tăng việc đàn áp các nhà hoạt động xã hội dân sự, các blogger trong năm 2015 và hiện vẫn còn giam giữ ít nhất 130 tù nhân chính trị. Bản báo cáo mới của Freedom House cũng cho biết rằng điểm đối với tự do chính trị và tự do dân sự với tháng điểm từ 1 đến 7, trong đó 1 là tự do nhất và 7 là ít tự do nhất. Việt Nam có điểm tự do chính trị là 7, tức là mức thấp nhất, trong khi đó tự do dân sự là 5, theo bà Jennifer Duham. Với những điểm số này, Việt Nam vẫn hoàn toàn dậm chân tại chỗ. Đại diện Freedom House cũng bày tỏ lo ngại tình hình sẽ không có biến chuyển với kết quả của Đại hội Đảng 12 và việc bầu chọn vị Tổng Bí thư ông Nguyễn Phú Trọng. Chúng tôi cũng thấy với một Tổng Bí thư mới được bầu sau đại hội này lần này thì tất cả những hy vọng về đổi mới có thể sẽ không xảy ra vì ông ta là một trong những người thủ cựu và ông ta sẽ có nhiều khả năng tiếp tục chính sách cũ. Bà Jennifer Dunham, Việt Nam vẫn dậm chân tại chỗ, Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì mức độ đàn áp với báo chí, xã hội dân sự và hạn chế trên Internet. Chúng tôi cũng thấy với một Tổng Bí thư mới được bầu sau đại hội lần này thì tất cả những hy vọng về đổi mới có thể sẽ không xảy ra vì ông ta là một trong những người thủ cựu và ông ta sẽ có nhiều khả năng tiếp tục chính sách cũ. Tổ chức Phun Rô trước đây là chữ viết tắt, là mặt trận thống nhất giải phóng các dân tộc bị áp bức, quy tụ người thường bắn đẻ ở cao nguyên Trung Phần, ra đời những năm 1960. Ông Nguyễn Văn Toàn, cựu sĩ quan cảnh sát Buôn Ma Thuột, trước năm 1975, am hiểu về tình hình người bắn đẻ người thường và từng tiếp cận nhiều với Phun Rô, cho biết: "Chúng tôi đã phục vụ trong ngành cảnh sát quốc gia từ năm 1960, đã từng biết rất rõ về nguyên nhân và sự hình thành của phong trào Phun Rô, nói riêng là phát xuất từ tỉnh Đắk Lắk rồi lan đến 5 tỉnh của cao nguyên Trung Phần. Chúng tôi không nghĩ là Phun Rô có ý muốn hình thành một chính phủ để thay thế cho sự chỉ đạo của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, mà Phun Rô chỉ là một phong trào muốn được tự trị, chứ không muốn lập một chính phủ để chống đối hẳn hoi chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Theo nhận định của chúng tôi vào lúc đó, thì họ muốn bảo vệ những mảnh đất du canh, du cư của họ ở trên vùng cao nguyên Trung Phần mà thôi." Theo tin tức của VOV, Truyền thông Nhà nước Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Phun Rô bao gồm 3 tổ chức là Mặt trận Giải phóng Champa, Mặt trận Giải phóng Campuchia Krom, Mặt trận Giải phóng Cao Nguyên, đã chiến đấu trong các chế độ khác nhau Việt Nam với mục đích thành lập một nhà nước độc lập cho các sắc dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Tưởng rằng cân nhắc khi chiến tranh chấm dứt, tổ chức Phun Rô được coi là thần với Mỹ, không còn cơ hội hoạt động và chính thức giải tán năm 1992. Từ năm 2011 cho đến năm 2004, sau những cuộc biểu tình đòi đất và đòi quyền lợi, nhất là quyền tự do tôn giáo, trên 2.000 người thượng bản địa Tây Nguyên bỏ chạy sang Campuchia để trốn tránh bị đàn áp. Năm 2006, một số lớn những người thượng bỏ chạy này được Hoa Kỳ nhận cho qua định cư tại North Carolina, nơi Washington tin là rất thích hợp với những người miền núi này. Luật sư Nguyễn Văn Đài cho biết, sau khi ông mãn án lần thứ nhất vào năm 2011, thì chính quyền đã phân phối số lượng người thượng kể trên đi nhiều nhà tù khác nhau như nhà tù Phúc Sơn ở Thái Nguyên, một số nhà tù ở Thanh Hóa và Nghệ An. Mục sư Nguyễn Hồng Quang, phụ trách hội thánh Mormonai độc lập, người đã nhiều lần từng tiếp đến thăm các tù nhân người bản địa ở Tây Nguyên và gia đình của họ ở Tây Nguyên, xác nhận rằng vẫn còn số lượng lớn người thượng đang phải chịu án tù. "Tôi mới gặp một anh dân tộc Bana đi tù, có cha cũng đi tù ở ngoài miền Bắc. Anh đó đi về thì nói với tôi là còn nhiều lắm thầy ơi, có 3 đến 4 người Bana kế làng của anh cũng còn ở trong tù." Được biết đa phần những người thượng Tây Nguyên đang bị giam giữ đều có hoàn cảnh rất nghèo khó khăn,
Nhiều người bị giam ở tận phía Bắc nên gia đình họ không có điều kiện đến thăm nuôi. Mặt khác, an ninh địa phương thường xuyên sách nhiễu, đe dọa tinh thần của gia đình họ nếu nhận sự hỗ trợ từ người khác. Luật sư Nguyễn Văn Đài khẳng định, an ninh địa phương rất độc ác lắm. Khi họ biết tôi đến thăm, thì họ lập tức triệu tập những người vợ của những người tù đó lên để thẩm vấn liên tục suốt hàng tuần. Họ hỏi tôi đến có giúp đỡ gì không, có hứa hẹn gì không, và đe dọa là nếu còn liên hệ với tôi thì sẽ bắt đi tù và không cho ra. Cho nên mặc dù tôi đã vận động được tài chính để hỗ trợ cho họ đi từ Tây Nguyên ra Hà Nội và lên Thái Nguyên để thăm chồng, nhưng vì họ rất sợ an ninh địa phương nên họ không dám đi và cũng không dám nhận tiền. Luật sư Nguyễn Văn Đài hiện đang ở Đức và cho biết ông vẫn tìm cách liên lạc những gia đình tù nhân người bản địa, người Tây Nguyên đang còn chịu lao tù để giúp đỡ họ, nhưng hầu hết như tất cả những người liên lạc đều bị từ chối. 12 cộng đồng bản địa tại tỉnh Ratanakari ở miền đông bắc Campuchia vừa giành được thắng lợi quan trọng khi chính phủ tuyên bố trả lại phần đất rừng bị tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai của Việt Nam thâu tóm để làm đồn điền cao su quy mô lớn. Đây là tín hiệu cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài đang phải đối diện với việc bị rà soát chặt chẽ hơn. Reuters tường thuật rằng người dân địa phương đã có cuộc xung đột kéo dài cả thập niên với Hoàng Anh Gia Lai nhằm phản đối việc tước đoạt đất đai tổ tiên của họ để lại. Tổ chức Inclusive Development International IDI chuyên hỗ trợ các cuộc đấu tranh phản đối của việc cướp đất nói hôm thứ Ba, tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri đã yêu cầu Bộ Nông nghiệp trả lại 64 khu vực đất đai khỏi tổng diện tích đất đã lấy, bao gồm các phần rừng, đầm lầy và các nghĩa trang của những người cộng đồng cư dân này. Đối với tình trạng chặt phá rừng tại Tây Nguyên vì mục đích trồng cao su theo dự án kế hoạch của Hoàng Anh Gia Lai, đối với nhiều người Việt Nam thì hình ảnh những rừng cao su thường được thấy tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ trên đường trước khi vào Sài Gòn. Ở Tây Nguyên cũng có những đồn điền cao su lớn, thế nhưng không phải nhiều như hiện nay. Bây giờ ở những tỉnh tại khu vực miền Trung cũng có những khu trồng cao su như thế. Theo quy hoạch trồng cao su toàn quốc mà chính phủ Việt Nam đã phê duyệt thì đến năm 2020, Việt Nam sẽ trồng 800.000 hecta cao su. Tuy nhiên, thống kê cho thấy mới đến năm ngoái thôi, tổng diện tích cao su tại Việt Nam đã lên đến 915.000 hecta. Cụ thể là ngoài những diện tích cao su đã có từ trước thì từ năm 2019 năm 2020 tại Tây Nguyên được trồng thêm 100.000 hecta nữa mà thôi. Vậy mà theo tờ Tuổi Trẻ hồi đầu tháng 10 vừa qua cho biết, tại tỉnh Gia Lai ở Tây Nguyên đã có gần 100.000 hecta diện tích trồng cao su. Diện tích này hồi năm 2019 ở Gia Lai chỉ chừng 70.000 hecta mà thôi. Hồi rồi có một chu kỳ tăng giá rất tốt cho mù cao su 5 đến 7 năm liền. Giá trị cây cao su rất tốt, nhiều người cứ lầm tưởng rằng đó là một loại vàng trắng có thể giữ giá lâu dài nên họ tranh thủ trồng. Ngoài ra, việc chuyển đổi đất rừng thành đất cao su không phải tốn chi phí bồi thường, thậm chí còn có lợi khi khai thác gỗ. Tại tỉnh lân cận với Gia Lai và Đắk Lắk cũng có hơn 70 dự án chuyển đổi đất rừng, đất lâm nghiệp sang trồng cao su và cải tạo đất, quản lý và bảo vệ rừng với tổng diện tích trên 70.000 hecta. Lý do vì sao lại có tình trạng đổ xô nhau như trồng cao su như thế? Ông Nguyễn Đình Xuân, nguyên giám đốc vườn quốc gia Lò Cò, xã Mát, Tây Ninh đưa ra đánh giá rằng vừa rồi có một chu kỳ tăng giá rất tốt cho mù cao su 5 đến 7 năm liền. Việc chặt phá những khu rừng tự nhiên để trồng các loại cây công nghiệp như cây cao su là một việc làm tai hại, vì những đồn điền cây trồng như thế không những không thể nào thay thế được rừng tự nhiên mà còn có những tác động gây hại đến cho môi trường. Ông Nguyễn Đình Xuân trình bày về những vấn đề này như sau: khi phá rừng được rồi thì người ta trồng cây gì là tùy họ, mặc dù họ nói trồng cây cao su, nhưng giả sử 5-7 năm nữa nếu cây cao su quá tệ họ có thể chuyển sang cây khác vì đất vẫn là của họ. Vấn đề là này, họ được quyền sử dụng
mảnh đất mà trước đây không thuộc về họ. Kể từ năm 2000, thập niên 2000, Campuchia đã trao nhiều khu đất cho các công ty nước ngoài để đổi lấy việc họ đầu tư vào việc khai mỏ, xây nhà máy điện và các nông trường nhằm thúc đẩy kinh tế và xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, các thỏa thuận đó đã ăn hết hơn 10% tổng diện tích đất của cả nước tính đến 2012 và đẩy hơn 770.000 người vào cảnh mất nhà, mất đất, các luật sư nhân quyền nói. Năm 2014, người dân địa phương đệ đơn khiếu nại lên công ty tài chính quốc tế IFC thuộc Ngân hàng Thế giới, tổ chức tài trợ cho các dự án của Hoàng Anh Gia Lai tại Campuchia và Lào về các tác động môi trường và xã hội nghiêm trọng. Một năm sau, Hoàng Anh Gia Lai đồng ý trả lại phần đất chưa biến thành đồn điền hoặc chưa giải tỏa. Điều này khiến diện tích đất mà Hoàng Anh Gia Lai được giao tại Campuchia giảm đi hơn 60%, còn lại gần 8.400 ha. Quá trình thương lượng chưa kết thúc. Đến đầu năm nay, Hoàng Anh Gia Lai đơn phương rút khỏi các cuộc đàm phán và nói rằng người dân địa phương cần tìm giải pháp từ phía chính quyền Campuchia, IDI nói. Quyết định hôm thứ Ba, 26 tháng 3, 2019, khiến tập đoàn của Việt Nam giảm tiếp 742 ha. Có khoảng 50 người phụ nữ đại diện cho các gia đình bị cưỡng chế đất đai, nhà cửa, biểu tình trước Hoàng cung Campuchia nhằm đòi Vương quốc Norodom Sihamoni can thiệp lên Bộ Tư pháp và đòi hỏi trả tự do cho một nhà hoạt động đất đai đang bị giam giữ, đồng thời giúp giải quyết chấm dứt vụ tranh cãi di rời ven hồ vùng Kek thuộc thủ đô Phnom Penh. Trong số người tham gia biểu tình vừa nói, có 4 đại diện người Campuchia gốc Việt đều bị công ty Sukaku Inc. và công ty Trung Quốc Hồng Quân cưỡng chế nhà cửa và có tình trạng bơm cát san lấp nhà để chuẩn bị cho công trình khu đô thị cao cấp và văn phòng thương mại mà không được đền bù thỏa đáng. Bà Sisophao, người Campuchia gốc Việt cho biết hiện đã còn hơn 700 gia đình, trong đó có gần 20 gia đình người Campuchia gốc Việt không muốn phải chuyển nơi ở và nhận mức bồi thường giải tỏa là 8.000 USD. Vì số tiền 8.000 USD quá ít để sắm sửa một căn nhà mới. Bên cạnh đó, người biểu tình tố cáo những hành vi chính quyền bắt một phụ nữ đứng đầu cuộc biểu tình, tòa án vu cáo tội danh gây thương tích. Bà Sisofa cho biết, chúng tôi đến đây để kêu gọi quốc vương Sihamoni giúp Zombofa đang bị bỏ tù Freysa, đòi thả Zombofa bị bắt. Chỉ vì vấn đề đòi hỏi biểu tình đòi đất đai, nhà cửa, tòa án cáo buộc Zombofa gây thương tích, nhưng tuyệt đối không có chuyện đó. Zombofa chỉ đi đòi hỏi đất đai mà thôi, nhà cửa thôi. Chính quyền bắt Zombofa, trấn áp Zom, đánh người rồi kết án. Sau khi biểu tình gần 2 tiếng đồng hồ, đại diện văn phòng Hoàng cung ra nhận kiến nghị thư và hứa hẹn sẽ trình kiến nghị lên quốc vương cùng lúc. Có gần 200 cảnh sát công an, an ninh đến chặn đường người biểu tình không để diễu hành tới nhà Thủ tướng Hun Sen. Nhóm người biểu tình có xô xát với cảnh sát nhưng không có sự đáng tiếc nào xảy ra. Trong lúc năm 2013, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch ra tuyên bố khẩn cấp và yêu cầu Phnom Penh thả Zombofa vô điều kiện. Human Rights Watch nói rằng vụ án nhà hoạt động đất đai này là sự vu cáo. Không có gì ngạc nhiên sau khi ông Hun Sen can thiệp vào công việc của tòa án, bởi nhưng tuyên bố Zombofa bị bắt vì tội gây thương tích. Tại Tây Nguyên, Gia Lai, Thanh tra Chính phủ Việt Nam ngày 20 tháng 10 công bố quyết định thanh tra trách nhiệm Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai trong việc quản lý sử dụng đất đai và quản lý đầu tư xây dựng từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, thời hạn thanh tra 60 ngày kể từ ngày công bố quyết định, báo Nhà nước đưa tin cùng ngày. Tin cho biết đoàn thanh tra gồm 10 thành viên do ông Lê Quốc Khánh, Phó Cục trưởng Cục 2, Cục Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo khu vực 2 làm trưởng đoàn. Thanh tra Chính phủ 3 tháng trước cũng đã yêu cầu tỉnh Gia Lai cung cấp tài liệu liên quan để thanh tra những sai phạm về việc sử dụng đất sai mục đích, tự ý hiến đất mở đường rồi phân lô bán nền, lấn chiếm đất công, chuyển mục đích đất sai quy hoạch, chuyển nhượng đất trái phép,
có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quy hoạch sử dụng đất và có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Năm 2019, đại diện tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai của Việt Nam cho biết doanh nghiệp này chưa nhận được bất kỳ quyết định nào của chính phủ Campuchia về việc thu hồi đất mà tập đoàn này đã đầu tư tại Campuchia, đồng thời khẳng định rằng mọi hoạt động nông nghiệp của Hoàng Anh Gia Lai tại Campuchia vẫn diễn ra bình thường. Truyền thông trong nước loan tin hôm 28 tháng 3 năm 2019, một ngày sau khi hãng tin Reuters phát đi theo thông tin cho rằng hơn 740 hectare đất được chính phủ Campuchia cấp cho tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai của Việt Nam từ 10 năm trước để đầu tư trồng cao su sẽ bị thu hồi để trả cho cộng đồng người bản địa địa phương. Theo Reuters, 12 cộng đồng bản địa người Campuchia vào năm 2014 đã khởi kiện tập đoàn tài chính quốc tế IFC thuộc Ngân hàng Thế giới vì đã đầu tư vào quỹ tài trợ cho các liên doanh của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai ở Campuchia gây ra các tác động xã hội và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tin cho biết tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cũng đã đồng ý ngừng giải phóng mặt bằng và mất đi khoảng 60% diện tích đất được cấp phép đầu tư tại Campuchia vào năm 2015. Ngay sau khi có thông tin Hoàng Anh Gia Lai bị thu hồi đất tại Campuchia, cổ phiếu thị trường chứng khoán của tập đoàn này nhanh chóng bị sụt giảm vào sáng 28 tháng 3. Báo trong nước cho biết, trong buổi làm việc với tỉnh trưởng tỉnh Kampong Thom, đại sứ Vũ Quang Minh nhấn mạnh rằng địa phương này là tỉnh có tiềm năng nông nghiệp, đặc biệt là cây cao su. Tin cho hay trong 10 năm qua, 8 công ty cao su Việt Nam thuộc VRG tại tỉnh Kampong Thom đã trồng gần 53.000 cây cao su, đưa vào khai thác hơn 22.000 hecta trồng trọt vào năm 2018 và giải quyết việc làm cho hơn 5.000 người Campuchia. Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Thom được nói chính quyền Campuchia sẽ tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.